mọi người nha. Hôm nay mình với Hiển đi bắt ong ruồi nha mọi người nha. Chào mọi người nha. Đó. Vừa phát hiện ra được cái tổ ong ruồi ở phía sau kìa nha. Hôm nay nè mọi người. Ở trong đám tẩy nè. Mình kiếm cũng tầm tới gần trưa mới phát hiện được tổ ong nha. Rồi để mình chuyển camera để bắt cho mọi người xem nha. Tổ ong đây mọi người. Okay. Mọi người xem. Hôm sau dọn dọn trống ra lấy cái ảnh này một cái đẹp cực kỳ luôn. Hồi lôi ra luôn. Thôi cục mặt này. Dám nói chuyện lớn luôn nha mọi người nha, tại gần vòng vòng ở đây nè, khu này có nhà có chó nó sủa mình bắt khó lắm. Trời, thấy mặt đi hết nổi luôn, mặt khủng nhất năm rồi. Ôi cô kìa đã, mặt này có thể là mình để hồi nữa ra coi tầm khoảng nửa lít không. Cái giai đoạn này giai đoạn khô mặt nha mọi người nha, nhưng mà gặp được những gì đột quá trời đá rồi. Đó. Quần đồng thấy ghê luôn, chưa giáp chưa có thổi nhiều nhiều. Dùm lên cái nó bị mất nét, nó bị xấu đi xíu. Cũng khiếp cái tổ ong luôn rồi đó. So với miền Tây mình ở đây là tổ ong này là dữ lắm, nó bự rồi. Thử cái gắn chút. Cắt dài dài đang nó dễ cầm. Gối nè, gối nè. Từ từ, không gấp. Khá khiếp cái tổ ong luôn. So với miền Tây mình thôi nha, chứ không dám so với anh em vùng ngoài thì tổ này nó thường thôi. Nửa lít xiền luôn. Đó mọi người, tổ ong ruồi nửa lít còn gì bằng. À, để mình xin tấm ảnh coi. À, ấy da, té hết. Rồi rồi, quá đẹp rồi. À, nó mị mờ nét ta, mọi người thông cảm nha, để mình chỉnh lại. Rồi, chúng ta. Thôi thôi đi cực kìa. Thôi mọi người ơi, tới chân luôn mọi người. Mà anh sợ nó ép dĩ hả? Thôi để lấy cái dao. Gà mặt ăn vô tới chân luôn nha. Quá đủ. Gì? Nè nè, dao nè. Tới cái tổ ong này thiệt chưa? Đó. Trời ơi, dài nè, ghê không nè. Bằng cái lóng tay luôn nha mọi người nha. Quá khiếp. Cái này là lấy bọc dài mới được, bọc 5 tắc mới được. Đây đây, đưa tổ ong này đưa đây, để dĩ. Nuôi cái dĩ này lại đi. Trời ơi, nó nặng mọi người ơi. Tầm tèm tèm là gần lít hay sao á, nó nặng khủng khiếp, nó nặng luôn. À. Mình không muốn câu thời gian đâu nha mọi người nha, tại lâu lâu được cái đồ ong này nó quá ngon luôn. Rồi mình ngưng, mình xử lý cho bọc mình đi tiếp luôn. Cái sài có một tổ kìa mọi người, Hiển đang leo lên bắt kìa. Thấy nó cái cục mặt nó phình to đó mà không biết có mặt hay là không nè. Trong rừng sài mũi quá sáu mũi. Chá nắng. Chút nữa nhấp nhấp xéo xéo cái nhánh xài nào nhỏ nhỏ, nhỏ đó. Đừng chừa đường xử lý cái dĩ nó trở luôn đi, khỏi đem xuống. Ở hướng này hơi chá mặt trời nha. Kiếm hướng nào ổn định lại. Mình thấy bầu mặt ngon lắm nha. Nhưng mà không biết sao nè. Sáp này vừa bắt luôn. Dướng dướng nhánh nè. Có mặt không mà kêu kỳ vậy? Làm hú hồn tưởng đâu khô mà. Vị mới ngon đó. Nó rớt xuống cái mặt. Gì?
Chú vũ con ra luôn đi. Coi chừng dướng dây nha. Quả xá không mặt nó ngon mọi người. Rồi vũ đi. Rơi xuống một cục, hai cục. Rồi, có chụp, nó lạc không? Xuống cho mọi người xem cục mặt này nha. Mình không ngưng máy luôn. Rồi, rồi. Đây, đây, chèn mặt xuống đi. Thì chéo rồi hả? Đây, đau đâu, nó nặng mọi người ơi, coi nè. Hết biết luôn rồi. Cục mặt nó ngon á. Nè. Đó, gần bít nắp, gần bít nắp trơn nha. Tràn tới miệng trơn nè. Con tổ nữa mọi người. Nè. Tổ này đóng khá là kín luôn. Dạ hả? Nhưng mà còn mặt tắt nha. Ừ, còn là được rồi. Nhưng mà cục mặt nó bị đội lên nha. Tại trong đây nè, nó đâu có được thoáng đâu. Cứ kín ở trong kẹt á. Bắt cái này cho. Ừ, nếu dính được thì cho dính lại luôn, ngon nữa. Tại nó già, đoạn tổ này lấy quay nó bỏ đi vậy. Đang thui. Lấy cục mặt ra không cho nó khỏe. Ghiền cái âm thanh ông bay nè. Nặng lắm. Nặng hả? Ừ. Ôi nó lép bên còn bên kìa. Đó. Wow. Quá dữ. Không muốn không? Phải không? Nè, cầm thử coi. Nặng lắm. Ôi đúng khá không? Là nặng mọi người. Còn mặt nhiều lắm nha. Cầm đi. Này đồng nghiệp này bắt hồi sáng luôn nè. Cái luồng này đồng nghiệp mới đi vô hồi sáng nha. Còn dĩ với ông đây đeo lại mới chát luôn. Này mình ăn mót lại thôi. Rồi mình gồn gồn thử hồi nữa hay mình thấy ra. Tổ mọi người. Nhưng mà tổ này nó hơi vừa vừa. Tổ mặt lúc nha. Đó. Con lắm đã. Đừng cắt sát cậy. Chừa cái cậy chút. Nặng nghiêm cái dĩ vô. Đó. Còn hơ luôn. Cái mặt lúc cho. Rồi vô dép luôn. Khó khó ra bớt đi. Chừng cắt chúng đó. Nặng đó nè, chào ra ngoài luôn nè. Quá im cho mọi người xem tôi ông xá nực nha. Đó đen trên nè, dữ lắm im. Đó để mình tiếp cận cái tổ cho mọi người xem nha. Tổ này cũng vừa vừa, chắc có lẽ mình chờ tí đi Hiển ơi, chờ tí cho nó rút vô đi. Không đi gì? Không đi luôn hả? Ừ. Bắt bắt. Sợ mấy con ở trên nó chưa bị mình xong tối á. Tới số luôn hả? Mặt hả? Tới công chuyện luôn rồi mọi người. Kìa. Hay không bằng hên nha. Nhưng mà cái chỗ này mình dự định đi chuồng chỗ này luôn mà. Chứ đâu phải là vô tình mình thấy nó xả nực thôi. Nó không xả thì mình cũng dập thấy nè. Nhưng mà có mặt nhưng mà cục mặt thấy không ngon nè. Được thôi nhưng mà nó không có xứng với cái gì. Để đi sạn mấy cái bọc ra. Chảy chảy không sao, đưa vô bọc liền. Dây cho nên cắt hơi lâu chút tí xíu nha. Dây nó đương vô cái bầu mặt nè. Hai thằng làm đây mà ở ngoài đường lộ người ta dòm nó không biết làm gì. Rớt không? Cầm ở đâu kia. Ê, cắn dĩ luôn ha, cắn dĩ mình gọc luôn. Kêu con ra bớt đi mình gọc luôn, để cho dĩ nằm đó luôn. Ừ. Đấy. Có mặt rồi.
đi bắt ong có mặt là mừng, đừng có thổi ra cái ổ bự dữ lắm, bự mà nó khô queo không có lấy được cái gì luôn. Ừ. Ê, dính lại. Rồi. Ồ, còn quá khéo rồi. Quá ngon luôn. Chê gì chê, nó đỏ ao nè. Đầy chứ luôn, đầy luôn, đầy luôn nè. Rồi. Nhưng mình đi dài là ăn kiếm tiếp luôn nha mọi người nha. Tối mọi người. Nè, nó nằm trống lỏng luôn nha. Hơi bị chá nắng tí xíu mọi người thông cảm. Kìa. Đó. Cầm máy xong nên làm nhẹ nhẹ thôi. Đường này ít xe, không gấp. Để nó rớt như tội nghiệp nó. Kiến rồi. Mặc được. Xích lên, xích lên. Quá hiểm. Đây cho mọi người xem cục mặt đây. Thời điểm tiết lạnh mà cục mặt này cũng là khá là ngon rồi nha. Đó. Đâm của ta. Cái cây đế hả? Cái này cái khó. Rồi, như là quá ngon. Tìm dài dài đây nữa luôn. Đây con tổ nè mọi người. Thấy nó xả nực nha. Xả nực kìa. Con bay đen rụi trên đó hết trơn nha. Mình chưa thấy được cái tổ. Cái kèo nhỏ lắm nha, cẩn thận á. Bây giờ xung quanh á, lùm này mình chưa kiếm luôn nha. Dạ, mập kìa. Bắt giấc trời, trời nắng giấc này là im lắm. Bắt ốc xả nực không? Cắt nó ra cái để lên miếng cỏ nè. Vũ được không? Vũ được, vũ luôn. Ừ. Đó. Thôi, cục mặt thấy cưng luôn mọi người. Quay rồi hướng kia, đó. Mặt quá im. Cưng cục mặt ra luôn. Rồi, xử lý nó luôn. Kèo gì đó. Để trên cỏ, để trên cỏ. Nhấp. Nhấp nặng bảo vệ cục mặt. Kiếm chỗ nào đẹp để ta thử nhanh. Ê cái đi, cắt xéo hết nó nhánh ra kìa. Cái nạn á. Ừ. Xem nhanh nhỏ. Ừ. Rồi mình cho nó lên trên cao nó ở đi. Ừ. Quá êm luôn. Đi về cho lên cao ở luôn ha. Trống trải rồi, lội luôn hay rồi. Bẻ cái sậy kìa, Bẻ cái sậy cái đọt á. Ừ, rồi ok mình đi tìm tiếp luôn nha. Một tổ nè mọi người. Đó. Quá trời cục mặt. Cục mặt kìa. Quá ngon. Tròn lỏng đã. Như kèo đứng vậy. Đây có một tổ nữa nè mọi người. Tổ này nhỏ nha. Nhưng mà để xem cơ mặt nó ra làm sao. Hiển đang thổi bển kìa. Thấy to quá hả? Mặt lúc không? Mặt lúc mà nó hơi thơ mà lỡ mình thổi rồi mình lấy luôn nha mọi người nha, để nó cũng kém mặt. Đó. Rồi thấy rồi. Rồi mình ngưng mình tìm nha, vòng đây thử coi còn ổ nào nữa không. Vũ được vũ luôn đi, khỏi đem ra làm chi mất công. Tại ra đây trống cái nó bay lên đường lộ, xe nó bá vô. Dướng dây. Ừ. Bay ra kìa. Mặt êm hết sức nè. Chỉ là tùy theo dùng rồi. Tùy theo lầm. Mặt cũng khá là tốt nè. Không, rồi, xử nó đi. Kẹo ha.
Thì chắc có lẽ giờ mình xin ngưng mình đi về mọi người. Mệt quá mệt rồi. Mệt chà mệt luôn rồi. Ăn Tết rồi cái đầu đi bắt ong lại guồn guồn không nổi nha. Còn coi coi cái tổ bự này nè. Nó lên tới cái miệng keo luôn nha. Bữa nay là tầm cứng 1 lít nha mọi người nha. Khai trương đầu năm mà cứng 1 lít thì là quá là ok. Hy vọng cuối năm nó sẽ thuận thảo nha. Rồi vậy thôi chắc có lẽ mình xin kết thúc clip này đây mọi người. Chào mọi người luôn nha. Chào mọi người nha. Ô tô chạy tới luôn.